trước khi vào bấm máy được cái đoạn phim mà đánh lộn ở trên sân tượng như thế á, cả đoàn phim phải lên trên đó chọn bối cảnh xong xuôi á, là phải xếp nguyên một cái dàn giáo lớn, khung lớn thật lớn giống như một cái blind show của một ca sĩ hoành tráng biểu diễn ngoài sân vận động vậy đó. Lần đầu tiên trực tiếp được tiếp xúc với cái bối cảnh sân thượng nó vượt quá cái tưởng tượng của mình. Thì khi mà set up hết một cái bối cảnh như thế 3 ngày xong xuôi và bắt đầu mới quay. Để anh coi. À, nghe mí mắt hả? Dạ dạ. Rồi nghe mí mắt. Rồi mí mắt đúng không? Rồi bị theo. Chở đi mai rồi.